Khi Lionel Messi gia nhập Inter Miami, cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều đánh giá đây là một sự kiện lịch sử sẽ thay đổi diện mạo của giải đấu bóng đá nhà nghề Mỹ. Chưa đầy một tháng sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trước sự tò mò và kỳ vọng, Messi chỉ cần 40 phút để lập công đầu tiên trong màu áo mới, góp phần ấn định chiến thắng cho đội nhà. Không ngừng thể hiện đẳng cấp, sau 28 ngày, 23 giờ và 28 phút, Messi đã có bàn thứ 10 trong màu áo Inter Miami. Một cú sút xa tuyệt đẹp trong trận chung kết League Cup vào ngày 19 tháng 8, mang về danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Những bước chân của Messi có thể định hình lại bóng đá Mỹ, tạo nên sự thay đổi lớn lao. Ngay từ năm 2014, David Beckham đã tuyên bố ước mơ sở hữu một đội bóng tại MLS. Đây là điều khoản đặc biệt đối với những ngôi sao đến Mỹ thi đấu tại thời điểm đó, có cơ hội sở hữu đội bóng sau khi giải nghệ. Tuy nhiên, mất 4 năm và vượt qua nhiều khó khăn, Inter Miami mới ra mắt chính thức. Đội bóng này đã phải đối mặt với 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19 và vụ bê bối gian lận các quy tắc và quy định về đội hình vào năm 2021, khiến họ gặp nhiều thách thức hơn. Messi, với sự khiêm tốn và sự kỳ diệu trên sân cỏ, đã thay đổi câu hỏi mà người ta đặt cho anh. Bây giờ, không còn ai thắc mắc rằng anh ấy có khả năng thay đổi Inter Miami đến đâu. Thay vào đó, câu hỏi mới là, Messi có thể thay đổi đội bóng này, giải MLS và thậm chí cả nền bóng đá Mỹ đến mức độ nào? Mặc dù không còn đạt đỉnh cao ở châu Âu, khát vọng của Messi vẫn rất lớn. Trong trận đấu với Dallas FC ở vòng 16 đội League Cup, anh đã thể hiện tình thần thi đấu mãnh liệt bằng cú sút phạt gỡ hòa 4-4 cho Inter Miami, và cách anh ăn mừng khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Chức vô địch League Cup đã thuộc về Inter Miami, và với tấm băng đội trưởng trên tay, Messi sẵn sàng đối diện với bất kỳ tình huống tranh cãi nào để bảo vệ đồng đội của mình. Trận thắng này là minh chứng cho sự tương tác và hòa nhập nhanh chóng của Messi với đội bóng mới. Sự xuất sắc của anh trên sân cỏ Mỹ hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thay đổi cho cả Inter Miami, giải MLS và nền bóng đá Mỹ. Messi đã chứng minh sự tuyệt vời không chỉ trong sân cỏ mà còn ngoài cuộc sống. Ngay từ ngày anh gia nhập đội bóng, những hành động như việc gửi vé tham dự buổi lễ cho đồng đội và tặng mỗi người một bộ tai nghe Beats by Dre màu đen và hồng đã thể hiện tấm lòng và sự tôn trọng của anh. Hậu vệ Rosen Yedlin đã chia sẻ, chúng tôi nghĩ rằng Messi sẽ tỏ ra xa cách và thụ động. Nhưng thực tế không như vậy, anh hòa nhập một cách không thể tin được. Từ người lớn đến các cầu thủ trẻ, Messi luôn sẵn sàng trò chuyện và tạo dựng mối quan hệ. Điều này thực sự đáng khâm phục. Sự khiêm tốn của Messi cảm hóa tất cả nhân viên tại Inter Miami. Anh thường gửi tin nhắn trong nhóm chat để bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã làm việc chăm chỉ, từ nhân viên an ninh đến hậu cần. Việc dùng chung phòng thay đồ với Messi là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với các cầu thủ Inter Miami. Và đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ cho Sergio Busquets và Jordi Alba. Đội phó Yedlin cười đùa, họ là những cầu thủ tôi đã theo dõi suốt đời. Bây giờ họ đang ở đây và tôi thậm chí cảm thấy như một ông già. Benjamin Grimaschi, tiền vệ chưa đầy 18 tuổi, chia sẻ sau trận chung kết League Cup với mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi, 30 ngày căng thẳng tới cực điểm. Thậm chí tôi không có thời gian để suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Tôi cố gắng không để áp lực khi đấu với Messi áp đảo tâm trí, chỉ đơn giản là tận hưởng mọi thứ. Tôi hy vọng năm nay câu lạc bộ có thể tiến xa. Cuộc sống của Messi và gia đình tại Miami tràn đầy hạnh phúc. Anh thường xuyên tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Dù đi mua sắm hay thưởng thức bữa tại nhà hàng, Messi không bị quấy rối bởi sự chú ý quá mức. Một số người muốn chụp ảnh hoặc xin chữ ký cũng kiên nhẫn đợi ngoài cửa. Sự thoải mái này còn thể hiện qua cách anh ăn mừng, mô phỏng phong cách của các nhân vật trong phim Marvel. Những biểu hiện này thể hiện sự hòa nhập và gắn kết của Messi với đội bóng và cộng đồng ở Miami.